trong cái bệnh rồi, thấy chưa? Rồi cái người bệnh á là khi mà em cầm cái đây, em cầm cái gói em kéo vô, và cái người bệnh á sẽ tự mình cầm cái gói và kéo sát vô, là mình là chỉ là người phụ thôi. Và khi em xuống vậy đó là thở ra đếm 1 tới 10, ta đừng ngốc đó, anh thấy anh qua cho kiểm soát nhé, 1 tới 10 rồi thả ra, rồi hít vào, rồi làm lại làm tiếp lần thứ 2, rồi thổi ra. Rồi 1 2, em lấy tay vô, em chặn vô đó, thấy không? Rồi xong cái là thả ra. Thì khi mà em vô bụng á thì thở ra, khi bỏ chân ra ngoài thì hít vào, rồi làm tiếp, rồi làm tiếp, rồi 3, rồi người bệnh sẽ chủ động kéo vô, rồi rồi mình phụ, rồi cái thứ 3, rồi cái thứ 4, ép vào, rồi đó, rồi thả ra, rồi cái thứ 5, cái ba lông hả, cái dịnh ba lông không, cái bành, rồi thả ra. Rồi để chờ chờ kia, không có mình dịch luôn. Cầm tay. Camera. Rồi ép cái thứ 6. Thổi ra. Rồi. Bỏ chân xuống. Đó đúng rồi đó. Hít vào. Rồi ép cái thứ 7. Hít. Thổi ra. Rồi. Thổi ra. Rồi. Hít vào. Ép cái thứ 8. Thổi ra. Thổi ra. Em cái thứ 9. Thổi ra. Quấn cái này lên để cho nó gọn gàng. Rồi mọi người nhìn đây ha, là cái phương pháp của bà Bùi Thị Lịch đó, đặc biệt cái gì biết không? Là khóa nhị môn. Thì mình nhìn cái hai cái này nè, ở đây nó có cái khóa nhỏ, cái khóa lớn. Thì bây giờ mình nhìn cái lỗ ở đây, mình sẽ đặt vô cái lỗ này, thấy chưa? Và đặt cái lỗ vô và mình lấy cái tay ép vô đây. Khi ép vô rồi mình sẽ đưa cái ngón cái chân này lên đây, thì mọi người thấy nè, nó cứng nè, mọi người đừng có đè mạnh nha, lấy cái tay lên nè, lấy cái tay đi em thử, đừng đè mạnh, em thấy cái độ căng không, thấy chưa? Thì cái độ căng đó khi mình biết rồi thì sẽ đính ngay cái điểm này, thấy chưa? Rồi bỏ chân ra dùng cho tôi đi. Rồi cái hay của nó là khi khóa nhị môn mà chà cái điểm này á, để cái điểm này á, thì nó sẽ làm mềm cái chân lại liền đây à. Rồi mọi người xem đây nha, thành ra là cái độc đáo của nó là đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Rồi ở đây á là tôi ấn thêm chút xíu nữa, rồi mình sẽ thấy nó giống như một phép lạ vậy đó. Bây giờ em nắm cái này em kéo vô thử coi, trời nó mềm không? Nhưng mà đừng đừng có làm tay quá. Nhưng mà em thấy nó mềm chưa? Mềm hơn hồi nãy. Nó mềm hồi nãy á. Rồi. Và khi nó mềm hồi nãy mình nhấn mạnh thôi. Mình để như này, đây nhìn thấy chưa? Rồi. Phương pháp tiếp là gì? Quay chân. Mọi người nhìn đây nha. Đây, quay ấy, thì phải quay từ ở bên đây vòng qua đây. Vừa vô trong này, quay về này. Không được, quay như vậy, quay về là nó trật cơ bản. Nhớ chưa? Rồi, mọi người xem tôi quay đâu nè, tôi quay nè. 1 2 3. Bên kia cũng quay đi nha. Dạ, quay. 4 giống như dance classic. 5. Nhưng mà khi mà làm cái 5 xong rồi, bắt đầu cái thứ 6 á, là cái tay mình quay á, là mình phải ép vô chút này. 1. Thấy chưa? Thấy tôi ép không? Ép sát đít. Nè, sát đít. 2. Thấy chưa? Ừ. Rồi 3. Thấy chưa? Dạ. Rồi 4. Thấy chưa? Thấy càng ngày càng sát. Cái kia thế năm đập cho một phát, là một cái đột ngột, thấy chưa? Rồi bây giờ mọi người thấy là đây bắt đầu mềm rồi nè, hồi nãy là cái đoạn đầu mình tập trung cái mông bên đây, bây giờ mình tập trung cái mông bên đây. Mọi người nhìn tôi quay này nha. 1. Tôi kéo rộng ra nè. 2. Thấy chưa? Sắp đủ cái đít rồi. 3. Rồi 4. Rồi đúng đít rồi. 5. Rồi bây giờ mọi người thấy là bắt đầu cái thứ 6 là tôi ép vô mông nè. Tôi ép vô mông nè, thấy chưa? Rồi ép vô mông nè. Rồi tôi ép thứ 9 nè. Rồi tôi tới cái thứ 10 nè. Vô luôn rồi. Bắt đầu cái thứ 6 là bắt đầu em ép sâu vô mông bên đây. 7. Mọi người thấy chưa? Thấy hoàn toàn khác nè. 8.
9. Mà bên đó là tốt không? Đáp vô. Rồi, còn hơi nhát tay. Rồi bỏ hai chân ra. Rồi hai chân ép vô. Và chúng ta sẽ làm gì? Để cân này, thấy chưa? Nè, cân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ bình tĩnh. Ngồi lên từ từ. Nằm nghiêng người. Chúng tay lên. Rồi, bây giờ lần lần bước xuống đây, mọi người chú ý nha, tránh hết cái đường đi qua đây, đi qua đây. Đóng xe rồi, mọi người nhìn đây nè, chú ý, chú ý. Rồi rồi, đừng nói chuyện. Rồi, mọi người chú ý nha, tôi sẽ nắm hai tay như này, mời người này, chỉ là chụm chân lại, chụm. Đó, chùm sát vậy đó. Và khi chị ngồi xuống á, mọi người cái ghế, cho lấy cái ghế. Rồi, mọi người nhìn để ý nha. Là còn mình á, là không đứng dậy. Mình mà đứng dậy, bắt kéo mình ngồi. Nè, thành ra mình lấy chân trước chân sau. Rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi thẳng xuống luôn. Thì co giờ, co đầu gối. Đừng có ngại. Rồi ngồi xuống, rồi ngồi xuống dưới đất luôn. Ngồi bẹt cái đít dưới đất. Đó, đúng ngoài đất luôn. Mọi người thấy không? Dạ. Rồi bây giờ tôi kéo lên. Một. Rồi, ngồi xuống đi. Chị đi chứ không bao giờ chị ngồi được, ngồi chị ngồi được vậy. Rồi hai. Rồi ngồi xuống đi. Rồi cái gì lẹ vậy? Rồi đứng dậy đi. Rồi cái thứ tư tôi cho đi ngồi, thì ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Rồi, bây giờ chị cứ đứng dậy, tôi chỉ nương thôi. Chị ngồi nè. Ôi trời ơi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Rồi, tôi chỉ cứ cầm cái tay cho tôi, chị ngồi thử, chị ngồi. Khóc ạ. Ok. Rồi, chị đi qua đây. Tự động chị ngồi xuống đứng dậy thoải mái, không còn món ngon ngon là không còn ngày gì nữa đi. Đó, ngồi xuống đi. Rồi nó mau chút chị khó. Ta đang tập rồi. Đóng xe được rồi. Hay quá trời. Rồi bây giờ chị nói cái kết quả gì đi. Bây giờ sao rồi? Chị thấy sao? Dạ, thì em thấy giống như là em là người bình thường. Tối nay con đi nhảy disco được nữa. Rồi, tôi nắm hai cái cổ tay cho này, chị bỏ hai chân sát cho đây. Rồi, và chị ngồi xuống tự nhiên. Đó, rồi chị ngã ra, chị ngồi dưới đất. Rồi, chị ngồi lên, đứng dậy. Một, nè, rồi ngồi xuống đi. Thoải mái thôi, không có gì hết. Rồi, đứng dậy. Hai, rồi ngồi xuống. Rồi, xuống. Đứng dậy. Ba, rồi ngồi xuống nữa. Rồi, bây giờ chị thử chị ngồi dậy nha. Rồi, ngồi dậy đi. Đấy, rồi ngồi xuống, mì ngồi. Em ngồi xuống, rồi đứng dậy đi. Đó. Đi nương nhẹ một phần là tôi thôi. Bây giờ chị có thể ngồi xuống dưới này. Bây giờ mình khác rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.